Chúng ta đi vào phần từ mới. Ok, thân sự từ mới. Đó là xa ngủ, xa ngủ, sang ngủ, sang ngủ, thủ sư quản, thủ sư quản, giao, giao, quan, quan, xiao jie, xiao jie, yin ye yuan, yin ye yuan, ren min di, ren min di, ren min, ren min, bai, qian, wan, bai, qian, wan, gặp lại, xia wu, shang wu, fu shu guan, yao, huan, xiao jie, xiao jie, yin ye yuan, ren min di, ren min di, ren min, bai, qian, wan. 生词，下午，上午，图书馆，要，换，小姐，营业员，人民币，人民，百，千。换生词，下午，上午，图书馆，要，换，小姐，营业员，人民币，人民。百、千、万、生词，下午、上午、图书馆、要、换、小姐、营业员。人民币，人民，百，千，万，生词，下午，上午，图书馆，要，换。小姐，营业员，人民币，人民，百，千，万，美元，美元，港币，港币，日元，日元，欧元。欧元等一会一会先生先生数美元港币日元欧元等一会先生数美元港币日元欧元等一会儿先生数美元港币日元欧元等一会儿先生数 OK, mình đi lại phần từ mới ha. 下午上午图书馆图书馆要换小姐营业员人民币人民百千万
下午
我去图书馆，你去不去？我不去，我要去银行换钱。 请等一会儿，先生，给您钱，请数数。对了，谢谢。不客气。二百美元。请等一会儿，先生，给您钱，请数数。对了，谢谢。不客气。 先生，山上，客气，客气。
viết liền nhau cho nghe.音节连读，有时候去银行换美元，去商店买东西，找零钱，500元，展览馆很好看。开玩笑，没关系，有意思。三，不的变调，变调过去不，不说，不说，不多，不多，不能，不能，不来，不来，不好，不好。不买，不买，不借，不借，不谢，不谢。不要看电话。电车，面包，大声，大声，电灯，电灯，复习，复习，课文，课文。练习问题，汉语，外语，这里，那里，贵姓，运动，宴会，看病，月亮，漂亮，谢谢，大夫，电车，面包，大声，电灯，复习，课文，练习。问题，汉语，外语，这里，那里，贵姓，运动，宴会，看病，月亮，漂亮，谢谢，大夫。大夫，đây là nhận biết chữ cái ha. Cái phần này chữ yêu cầu các anh chị đọc cái này, phần này nhìn vô cái bài khóa phần sức đọc là được rồi ha các anh chị. Ok, chỉ có phần này chúng ta cũng có là 1 2 3 4 5 6 7八九十，chúng ta cũng đã học qua rồi. Phần bài tập luyện dịch này thì chúng ta sẽ dịch ngược lại, có nghĩa là dịch từ tiếng Hoa sang tiếng Việt thôi. Phần thi của các anh chị sẽ dịch từ tiếng Hoa sang tiếng Việt thôi. Rồi, đó là nội dung của bài số 9. Em đi lại ha. Bài số 9 chúng ta có tiêu đề là 我换人民币. 我换人民币. 第9课. 我换人民币. 第9课，我换人民币。来，số 2 và số 3 là phần từ mới. Em đọc qua một lượt. 下午，图书馆要换小姐营业员人民币，人民。百千万美元港币，港币日元，日元欧元，欧
In rồi thầy. Dạ ok. Bây giờ mình sẽ luyện sau phần đó mình sẽ luyện viết hay là mình học thêm một bài rồi buổi sau các chị luyện viết à? Học thêm một bài đi luyện viết buổi sau đi thầy. Rồi ok. Rồi cái bài em mới vừa gửi cho các chị đó, em mới vừa gửi cho các chị xem qua một lượt giùm em. Xong rồi các chị coi xem tôi có ý kiến, có phản hồi, có nhanh chậm gì không. Rồi 10 phút sau mình giải lao xong rồi 10 phút sau mình sẽ vô mình học bài 10. Ok không các chị? Dạ anh chị nào, anh chị nào mới vô thì điểm danh giùm em. Nó có cái file kèm phải đọc như thế này là gì giấy mà giấy ví dụ và sao muốn đọc lại những cái nãy giờ rồi chứ Thank you.
Mai muốn học nữa, tôi cho đọc cái gì đó mình không biết đâu, thì cần mai cứ sao thầy sẽ cho. Thì ông nói nãy việc xếp là thế nào? Là cái chưa gỡ nhỉ? Cái việc xếp tức là trong cái bài này nè, có chuyên ngành chính trị rồi nè, là việc xếp còn mà là cái đây nè, cái đây những cái mà này là không có việc xếp nè, xả chết, bộ quản chết. Của phần xem thì là nó không có việc sức này mà nó là thích chị ăn mà nó có nhiều quốc tế là trong có việc sức nhưng mà không làm quốc tế cái khu vực vụ của người cụ giờ con mẹ nhá rồi những giờ là đọc cái tờ nữa. Thủ xuất khẩn dẫu
Thank you.
tìm kiếm ha anh? Dạ, tại vì em đang sợ ha anh. Dạ, dạ. Có cái nét này hả? Dạ, ở trong cái chỗ bài tập số 8 mà cái chỗ này đó thầy, thì ở trên dạ. Bài tập chỉ viết tới cái nét cạnh mà ngang dưới thôi. Nét ngang dưới còn rồi ống cái đuôi sổ dài xuống. Nhưng mà ở trong cái chữ viết ở dưới thì nó lại nét sổ dài xuống, em biết cái nào đúng. Ở trong cái tập viết của bài 8 ha anh? Dạ, tập viết bài 8 rồi. Để em coi. Để em chụp nguyên cái sổ đó, cái chữ đó luôn để cho. Nghe thằng đó quá anh, chị em biết nào ra nữa, biết gì ra. Kêu mấy chị hay chị, không biết trả lời. Em gửi con thầy đấy, thầy hậu tiền. Có mà anh. Có anh xe lên anh. Dạ, dạ. Dạ, để em gửi tiền thôi, em gửi cho thầy này. Các chị nào chưa điểm danh đến vô cũng chát đi các chị. Đó thầy, em gửi mới gửi thầy cái nét cuối cùng á thầy. Cái nét gạch ngang cái mình gạch thành gạch ngang ở ngang chân luôn. Nhưng ở dưới mình viết lại là đuôi dài như vậy. Được, được anh, không sao hết á. Dạ, không sao hết thầy. Dạ, không sao anh. Dạ. Các chị nào mới vô chưa điểm danh thì điểm danh đi nha. Rồi vậy mình học luôn bài 10 á các chị. Dạ, học luôn thưa thầy. Ui, mình có tài liệu không ạ? Không, chứ không phải mà, lấy gì có. Mốt cuối cùng khi gì thầy nói con mẹ là thầy đưa em học cái đoạn khó cái câu trước mốt mẹ. Ok, mình đi vào bài số 10. Tỷ sử cơ Tỷ sử cơ Tỷ sử cơ Tỷ Tỷ sử cơ Tỷ sử cơ Tỷ 第十课，他住哪儿？办公室，办公室，办公，就换，就远。 OK， chúng ta đi vào phần từ mới. 办公室，办公室。 办公职员找在家呢？办公室办公职员。 找在家呢？办公室办公职员找在家。 房间号知道。
lầu. Mến. Phán chiên. Hào. Chí đạo. Điện hòa. Điện. Hòa. Chủ. Lầu. Mến. Phán chiên. Hào. Chí đạo. Điện hòa. Điện. Hòa. Hào mã. Hào mã. Liều. Sổ chí. Sổ chí. Sổ. Hào mã. Liều. Sổ chí. Sổ. Toàn miệng. Lì chọc hó. Lì chọc hó. Hào mã. Lính. Sổ chí. Sổ. Chuyên mình. Lì chăng hào. Hào mã. Lính. Sổ chí. Sổ. Chuyên mình. Lì chăng hào. Hào mã. Lính. Áp nè. Sổ chí. Sổ. Nhìn chung nè. Chuyên mình. Lì chăng hào. Rồi bài mời em đi lại cái phần từ mới cho các anh chị. Bàn công sự. Bàn công sự. Bàn công. Chữ đoán. Chữ đoán. Chỏ. Chỏ. Tại. Tại. Gia. Nâng. Chỗ. Lẩu. Mẫn. Phán chiên. Phán chiên. Học. Chứ đọc. Chứ đọc. Điện hòa, điện hòa, điện hòa. Hào mã, lính, sổ chí, sổ chí, sổ. Xoa miễn, lì chăng hào. Right. Ở đây cái này là để diễn tả cái cấu trúc trong tiếng Hoa nó vẫn dùng cấu trúc là SVO có nghĩa là chủ ngữ, subject, rồi verb. Và theo sau đó là một cái object ha các chị ha, chúng ta sẽ có SVO. 我学习汉语. Rồi chúng ta đi vào bài. Xin quân Đa sư bàn công sư mà. Xin quân Đa sư bàn công sư mà. Sư. Ní chào sấy. Ní chào. 王老师在吗? 王老师在吗?
办公室吗？是。你找谁？王老师在吗？我是他的学生。他不在。他在家呢。他住哪儿？他住18楼1门，房间号是601。请问这是办公室吗？是。你找谁？王老师在吗？我是他的学生。他不在。他在家呢。他住哪儿？他住18楼1门，房间号是601。请问这是办公室吗？是。你找谁？王老师在吗？我是他的学生。他不在。他在家呢。他住哪？他住18楼1门，房间号是601。请问这是办公室吗？是。你找谁？王老师在吗？我是他的学生。他不在。他在家呢。他住哪儿？他住18楼1门，房间号是601。请问这是办公室吗？是。你找谁？王老师在吗？我是他的学生。他不在。他在家呢。他住哪儿？他住18楼1门，房间号是601。请问这是办公室吗？是。你找谁？王老师在吗？我是他的学生。他不在。他在家呢。他住哪？他住18楼1门，房间号是601。您知道他的电话
chị. Em đọc lại. Nên chứ đọc tha đọc điện hoa áo mã mã. Chứ đọc. Liệu áo chiều bạn giáo lĩnh chi nợ. Tha đọc sổ chi hào mã sư tố sở. Bố chứ đọc. Chị chê nên. Bố khờ chị. Đây các chị nhìn vô thấy ha. Chữ chi. À, và chữ này chữ chi cho nên chữ này người ta sẽ gặp là giao. 您知道他的电话号码吗? 知道 6293-1074 他的手机号码是多少? 不知道 谢谢您 不客气 您知道他的电话号码吗? 知道 6293-1074 他的手机号码是多少? 不知道 谢谢您 不客气 Đoạn này thì nó sẽ có cái phần dịch ở đây. Nín chữ đỏ Tha đờ tiêu hoa hao mã mã Chữ đỏ Điều á chữ 3-1074 Tha đờ sổ chí hao mã sư đô sả Bù sư đọ Xê xê nín Bù khờ chì Nín chữ đỏ Tha đờ tiêu hoa hao mã mã Chữ đỏ 6293-1074 他的手机号码是多少? 不知道 谢谢您 不客气 您知道他的电话号码吗? 知道 6293-1074 他的手机号码是多少? 不知道 谢谢您 不客气 您知道他的电话号码吗? 知道 6293-1074 他的手机号码是多少? 不知道 谢谢您 不客气 Đó là nội dung của bài số 10. Chúng ta đi qua phần luyện tập, sau đó chúng ta quay lại các anh chị. Phần luyện tập về ngữ âm thì chúng ta sẽ có phân biệt các số 1 là phân biệt các âm và thanh điệu. Số 2 là chúng ta sẽ đọc cái vần ơ hóa, có nghĩa là vần trong lưỡi các anh chị, chúng ta sẽ nghe. Y biên yên biên điệu. Đố su. Đố su. Thú su. Thú su. Giê su. Giê su. Xie su. Xie su. Chào mần. Chào mần. Giào rèn. Giào rèn. Bù khở. Bù khở. Bù khở. Bù khở. Khở chì. Khở chì. Khở chì. Khở chì. Bù quà. Bù quà. Bù quà. Bù quà. 二儿化韵 一包，一把，一把，一碗，一碗。
này chị mất điểm nha. Em nhắc từ đầu rồi, em chúc em không update nha các chị. Sử dụng ở trên cái thằng rất là lâu là cái gì em nó là mình vô cái não còn gì khác giờ còn ăn gì thôi. Rồi ok. À, các chị lưu ý chúng ta có bài 8, 9, 10 thì 8 giờ chúng ta sẽ có nửa tiếng. Các chị có thể đọc cái bài đó để chúng ta lấy một cái cột điểm giữa kỳ. À, các chị. Alo các chị hình dung không ạ? À? Dạ, em chúc mừng. Lớp offline hả? Không, dạ, không, các chị ai mà không đọc được thì sẽ đọc buổi sáng, không đọc buổi sáng thì đọc buổi chiều. Dạ. Ý em là 8 giờ vô học thì 8, từ 8 giờ cho tới 8 giờ rưỡi, 8 giờ 15 là chúng ta sẽ đọc bài. Các anh chị, còn anh chị nào học đọc thì phải đọc tới buổi cuối thôi. Dạ. 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 Rồi dạ, các chị mà muốn đọc á, các chị có một số anh chị mà học ở trên điện thoại thì các chị in cái slide bài đọc ra để các chị cầm cái đó đọc, chứ để không các chị đọc trên điện thoại cái dấu đó, nó không có chạy ra được, cái dấu tiếng Việt nó nhỏ, các chị đọc sai là điểm các chị thấp. Ok không các chị? Em thầy là mình đọc, là mình đọc từ mới với lại mình đọc cái nội dung bài. Không, đọc bài khóa. Dạ, đọc cái bài thôi không thầy, bài khóa thôi. Đúng rồi, đọc bài khóa, anh chị chọn cái hai cái slide á mà chính các chị thích kiểu gì thì các chị làm cái đó, đọc nguyên cái bài khóa, ok không? Bài khóa là sao? Dạ. Dạ. Dạ, đọc
slide số 4 và số 5 thôi. Chị có thắc mắc gì không ạ? Dạ không ạ. Rồi ok. Anh chị
chị nào không thắc mắc xong rồi các anh chị có thể ao ra, các chị nào cần hỏi bài các chị ở lại hỏi em giải đáp ạ. Dạ thầy, cho em hỏi gì là sáng thứ bảy là mình kiểm tra nói luôn hả thầy? Không phải kiểm tra nói anh, có nghĩa là trong khi chờ đợi những người kia thì mình đọc bài á. Nhưng mà như kiểm tra bài cũ nhưng em có lấy điểm. Dạ. Chứ không phải là bữa đó là kiểm tra nha, kiểm tra là mọi người. Bà xã nãy có đánh tên bà xã vô không? Bà xã bằng lái bà xã. Thông báo là bữa đó các chị nào còn thiếu điểm phải đọc là các chị vô đọc. Sao nào lớn lên đâu rồi? Đạo biểu thư thôi. Dạ, hiểu không? Có nghĩa làm gì này không? Như là lớp của mình tới 150 người, không thể nào một buổi mình làm hết á. Thì một buổi vậy mình sẽ cầm chừng 20-30 người, rồi mình cộng lại để bữa cuối mình không có bị dồn á anh. Dạ. Dạ, rồi, đúng rồi. Dạ, cảm ơn thầy. Bữa cuối có bài khác không thầy? Thầy đọc mấy bài đó. Thầy cho em xin hỏi một chút, cái bài số 8 á, là trang 4, trang 5 phải không thầy? Còn bài số 9 á, là bài cái đọc trang 5, 6, 7 hả thầy? Bây giờ em ơi, chị giờ em mở ra nha. Không Liên ơi, bài số 8 là 5, 6. 5, 5, 6, bài số 9 là trang 4, trang 5, trang 6. Bài số 10 là trang 6, trang 8 hoặc là trang 7, trang 9. Ok. Nói chung là anh chị mấy cái bài thầy nhắn nãy giờ mấy cái slide em có thông báo trên lớp đó lớp mấy chị lên chỉnh coi lại đi. Dạ. Tức là sáng thứ bảy này là mình muốn đọc thì mình đọc đọc để em ghi lại em cho điểm luôn, từ đây mình sẽ tới một cái ngày mình hết học á là hoàn thành, hiểu người đó sao sao vậy? Nhưng mà mới mốt phải điểm danh thêm đấy. Tức là ngó vô dễ biết. Chắc là mỗi người điểm danh xin đó. Còn này là điểm danh chỗ này là ngó vô biết. Một mốt điểm danh này.